chào các bạn. Hôm nay mình có phong thủy xin lai chị với vấn đề là cây đá quý tài lộc, ý nghĩa và chất liệu sử dụng, ý nghĩa và chất liệu sử dụng cho phong thủy. Thì cây đá quý thì bên mình có nhiều mẫu như thế này các bạn. Các bạn hãy ngắm nhìn một chút về cây đá quý nha, trước khi mình cùng các bạn tìm hiểu về cái ý nghĩa cũng như là chất liệu của loại đá ha các bạn ha. Các bạn ngắm nhìn những cây đá ở cửa hàng mình có, thì bên mình thì có nhiều size lắm, từ size nhỏ đến size lớn nên phù hợp nhiều vị trí để lắm các bạn. Nhiều màu sắc để cho các bạn có thể lựa chọn theo cái bảng màu hợp với cái vùng mệnh của mình. Sau đây thì mình muốn nói về cái chuyện đó cho các bạn biết về cây tài lộc. Các bạn cùng tìm hiểu về cái nghĩa cây tài lộc ha. Cây tài lộc có trong phong thủy nó mang đến cái tài lộc dồi dào, nó giúp cho mình phát đạt trong buôn bán kinh doanh. Ngoài ra thì phát đạt trong buôn bán kinh doanh nên rất là phù hợp, nó rất là phù hợp đặt ở gia đình nè. Các bạn hay đặt ở gia đình, ở công ty thì nó giúp cho tiền tài như ý. Các bạn đặt ở gia đình, công ty rồi cũng cần buôn bán. Ngoài ra cái cây tài lộc đó, nó còn mang đến cái khí mạnh mẽ cho cái nơi mình để đó các bạn, cho nhà nè, cho công ty nè, cho cửa hàng buôn bán. Mình nhắc có từ cát khí đó, các bạn có biết được cái từ cát khí không? Cái cát khí đó có nghĩa là nó mang đến những cái nguồn năng lượng tốt đó, những cái nguồn sinh khí tốt. Thì thường các bạn biết những cái nơi mà nó chứa những cái hồn á thì người ta thường hay dọn dẹp thường xuyên á, cái nơi mình ở hay là cái công ty á, thì nó để lại những cái khi mà mình ở mình nó như là cái nơi mà nó không có được sạch sẽ, nó không có được, nó chứa nhiều cái âm khí á, cái nguồn năng lượng tiêu cực á, những cái nguồn năng lượng xấu, nó sẽ làm cho cái môi trường nó không có tốt, nó làm cho cái công việc mà nó không có trôi chảy, tài lộc nó không có như ý với mình, mọi việc nó sẽ không có suôn sẻ. Bởi vì khi các bạn đặt những cái tài lộc như thế này nè, tức là cái tài lộc đá quý như thế này thì nó sẽ tăng cường, nó sẽ giúp cho cái mọi việc nó suôn sẻ, trôi chảy thuận lợi nha các bạn. Khi các bạn đặt ở gia đình của mình á, đặt ở gia đình thì cái cây tài lộc này nè, khi nó những cái cây mà nó xung xuê như thế này các bạn ha, đây những cái cây tài lộc nó xung xuê như thế này, các bạn nhìn kỹ những cây tài lộc nha, nó xung xuê như thế này thì nó sẽ còn thể hiện cái sự xung hợp, xung vầy các bạn, nó thể hiện cái sự xung hợp, xung vầy, nó thể hiện cho cái sự hòa thuận, những hành vi trong gia đình. Đúng rồi các bạn, những cái cây đá này nè, nó chủ yếu là làm mình đá ăn không ạ, ăn cũng như là lấy cái cây mà nó có phân lượng nhiều màu như thế này nè, các bạn nhìn rõ nó ha, những cái cây như thế này, cây đá hạch anh nhiều màu, nó có như là màu hồng nè của đá hạch anh hồng, màu xanh của đá ngọc đông linh, màu đỏ của đá mai hạ đỏ, màu trắng của đá hạch anh trắng, màu tím của đá hạch anh tím, màu vàng của đá hạch anh vàng thế này các bạn. Thì những cái cây đá hạch anh này á, thì hạch anh á, thì nếu các bạn biết thì cái đá hạch anh á, thì nó cực kỳ tốt cho sức khỏe, nó giúp mình giảm những căng thẳng nè các bạn, những cái mệt mỏi, những cái stress, những căng thẳng mệt mỏi stress á. Và ngoài ra thì nó còn hóa giải với cái năng mấy cái sóng các bạn, cái sóng điện từ á, mấy cái sóng từ tivi máy tính á, thì là mấy cái sóng mà âm á, thì nó sẽ làm cho cái nơi mình á, nó sạch sẽ với nó tốt sức khỏe của mình. Thì hạch anh nó sẽ giảm cho những cái căng thẳng nè, mệt mỏi, ghét trong con người của mình á, những cái bực dọc của mình nó giảm đi một phần nào đó, thì những cái căng thẳng ghét đó nó sẽ làm cho mình dễ nóng cục á, những cái hành vi trong gia đình sẽ dễ cấu quận, và nó sẽ làm cho những hành vi không có hòa thuận với nhau, cuộc sống nó sẽ không có vui vẻ và hạnh phúc đó các bạn. Thì mình nên đặt một cây đá hạch anh như thế này ở gia đình của mình, tại vì những cây đá hạch anh như thế này nè, nó sẽ giúp cho mình giảm cái sự kiềm chế, nó hạn chế một cái phần sự nóng nảy bực dọc trong gia đình của mình, những cái hành vi trong gia đình, để những cái hành vi trong gia đình luôn luôn bình tĩnh, cân bằng, giống như thoải mái trong cách cư xử với nhau, hòa thuận nhau, nó sẽ giúp cho mình một gia đình mà im ắng hạnh phúc nha các bạn. Cái đá hạch anh nó rất là hay các bạn ha, nhất là cái đá của nó thì nó còn ngoài ra nó mang cái sự hạnh phúc ấm im, sự sum họp trong gia đình, ngoài ra còn cái nghĩa là câu chuyện tiền tài đó các bạn. Thì nói chung là
sống thì cần nhiều cái chi tiêu á, mình cần cái cuộc tiền tài thì đó là cái nhu cầu thiết yếu thôi, cái nhu cầu chính đáng mà tất cả mọi người đều muốn, thì cái tài lộc nó cũng mang đến cho mình cái tiền tài đó các bạn, hạnh phúc và những cái tiền tài như ý thì cuộc sống mình nó hạnh phúc hơn các bạn ha, may mắn hạnh phúc hơn. Ngoài ra thì đối với những cái cái ở nhà này mình sẽ nói về những cái vị trí đặt phù hợp các bạn, những cái cây tài lộc như thế này nè. Các bạn có thể về cái ý nghĩa của bạn biết rồi đó, ngoài ra cái chất liệu nó phù hợp, ngoài ra cái vị trí đặt mình sẽ giới thiệu cho các bạn là bạn đặt ở cái phòng khách của mình đó các bạn, cái phòng khách cái ngay cái bàn mà thường mình sẽ đặt cái bàn tụ họp gia đình đó, để sau buổi tối mình quay quần bên nhau các bạn, mình ngồi xem tivi rồi mình cùng trò chuyện ha, nó tăng cường cái tình cảm gia đình, mình đặt ở vị trí đó. Ngoài ra thì các bạn có thể đặt ở phòng ngủ cũng được. Tại sao đặt phòng ngủ? Phòng ngủ nó sẽ giúp cho bạn ngủ ngon, thạch anh cực kỳ tốt sức khỏe, cực kỳ giúp mình ngủ ngon ngủ sâu, nó tránh tình trạng bóng đè các bạn, nó giảm cái tình trạng nhức đầu á, nên mà khi các bạn đặt ở cái phòng ngủ á, nó sẽ cực kỳ cho giấc ngủ của mình ngủ ngon nè, ngủ sâu nè, tránh bóng đè. Ngoài ra thì đối với những cái dạng mà mình cây tài lộc như thế này nè các bạn, bạn có thể đặt ở cái cửa hàng buôn bán cũng được á, cái cửa hàng buôn bán kinh doanh của mình, những cái cây tài lộc này nó sẽ may mắn tài lộc cho cửa hàng mình. Mình ngay đặt trên cái quầy thu ngân đồ á, nó tiền tài mình nó như ý, nó mới giúp cho buôn bán phát đạt, kinh doanh phát đạt. Đặc biệt đó là những cái cây tài lộc này mình bài trí ở cái vị trí như là cái quầy thu ngân á, quầy tính tiền của cửa hàng á, thì nó sẽ làm cho cửa hàng mình nó lung linh các bạn, nó đẹp, nó nhìn nó sáng sủa, nhìn nó tươi vui, cái không khí nào đó nó giống như là nó vui á, cái không khí nó tốt thì nó cũng sẽ làm cho công việc của các bạn trôi chảy, cái kinh doanh cũng phát đạt. Tại vì cái nơi nào thường các bạn đi, những cái nơi mà có cái không khí, cái nguồn năng lượng nó tốt á, những cái nơi mà nó khi mà các bạn bước đến một cái vị trí nào, đến cái nơi nào các bạn thấy những nơi đó nó vui vẻ, nó sáng sủa thì bạn cảm thấy thoải mái rồi, chính bản thân mình sẽ cảm thấy thoải mái, thì những cái cây tài lộc này rất cực kỳ phù hợp. Những cái vị trí như bàn quầy mà tính tiền các bạn, những cái cửa hàng buôn bán thì ngoài ra thì đối với công ty của mình đó các bạn, công ty mà kinh doanh của mình á, thì ở cái quầy tiếp tân là cái nơi mà chào đón những cái khách đến ha, khách tới nè, những nhân viên mỗi ngày đến chỗ làm nó đều phải đi qua cái quầy tiếp tân các bạn ha. Thì khi mà nhìn thấy cái tài lộc như thế này nó sẽ cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái, tại nó đẹp các bạn, các bạn nhìn thấy cái màu sắc nó tươi, nó vàng như thế này nè, nó tươi vui, nó làm cho những cái khách đến cái cửa cái công ty mình nó cũng thấy thoải mái nữa. Cái năng lượng của đá nó cũng phát ra làm cho cái người đến nó cũng cảm thấy dễ chịu, những cái nhân viên khi đến công ty cũng cảm thấy thoải mái. Đặc biệt thì các bạn có thể đặt những cái phòng ban, những cái nơi trong cái phòng làm việc của mình á, tập trung những người làm chung với nhau á, thì cái đó nó sẽ cũng giúp tăng cường, khi đá như thế này các bạn đặt gần như thế này nó cũng giúp tăng cường cái sự giảm những căng thẳng, những cái mệt mỏi thì làm cho người ta sẽ cư xử vui vẻ nhau hơn. Cái bạn căng thẳng khác á, thì các bạn thường hay dễ nóng giận lắm, nóng giận rồi không vui rồi lời qua tiếng lại, và có những cái làm cho những cái người xung quanh mình để cảm thấy không vui theo mình á các bạn, thì các bạn nên bài trí những cái đá như thế này, nó sẽ giúp cho những cái thành viên, những cái nơi vừa sống ở đó như thành viên trong công ty đi, họ sống và vui vẻ với nhau thì họ có những cái sự vui với nhau thì công việc của họ cũng sẽ góp phần giúp công việc thuận lợi trôi chảy hơn các bạn ha. Ngoài ra thì một ý rất là quan trọng là cây tài lộc nó mang cái sự phát đạt tài lộc, thì đó có ý mà các bạn muốn đó. Tất cả mọi người đều nhu cầu đúng như vậy ha. Cây tài lộc này nè, nó có nhiều kiểu, các bạn đặt có thể đặt chung hoặc là đặt riêng cho mỗi bàn làm việc của mình nữa. Mỗi làm việc của mình đó thì các bạn có thể đặt cái chất liệu phù hợp, cái màu sắc hồng phù hợp với chung mệnh của mình. Thì sau đây mình sẽ nói sơ về những cái như mình có hai con ngũ hành đó, năm cái mệnh thủy mộc hỏa thổ kim. Mình sẽ nói sơ về những cái màu đó, những cái màu cái mệnh đó thì phù hợp cây như thế nào để các bạn có thể tiện chọn lựa cái màu sắc hợp với tuổi của mình. Tại vì khi mình sử dụng cái màu sắc hợp với tuổi nó sẽ giúp mình may mắn thuận lợi, mình tránh những cái màu khắc khoái này nè các bạn. Đối với người mệnh kim, mệnh kim thì mình nên sử dụng những cái màu của hành thổ hoặc là những màu của hành kim, rất là màu đó, màu vàng nâu trắng bạc kim, vàng nâu trắng bạc kim. Thì ở đây vàng thì mình có nhiều cây tài lộc lắm, thạch anh vàng nha, cây tài lộc anh vàng từ nhiều size lớn như thế này, size lớn như thế này,
rồi là mình còn có xay nhỏ hơn một tí nữa các bạn. Đây, xay như thế này, xay nhỏ hơn một tí. Những cái xay thế này, mình có nhiều xay đó, nhiều kích thước, nhiều xay, nó sẽ giúp cho các bạn là khi mà mình đặt á, mình đặt mình để thì mình có thể chọn nó phù hợp với cái vị trí mình đặt, cái bàn mình to hay cái bàn mình nhỏ, mình sẽ chọn cái cây đúng cái màu nó hợp với mình. Nhưng ngoài ra nó cũng phù hợp với vị trí mình để nữa. Cái đó là những cái người cho mình mở kim các bạn. Ngoài ra thì kim là phải sử dụng màu trắng nha các bạn. Kim màu trắng cũng được nha các bạn, cũng hợp luôn. Đó là những cái cây tài lộc hành anh vàng, cái tài lộc hành anh trắng như thế này nè, cực kỳ tốt như người mình kim hạt anh trắng. Rồi quạt thì nhiều sai hạnh vàng hạnh trắng. Các bạn quay cho các bạn nhìn rõ cái tài lộc hạnh trắng hạnh anh vàng giúp mình ha. Những cái cây này cực kỳ hợp cho những người mình kim ha, mình kim. Cái cây này giá nó cũng mềm đó các bạn. Nếu mà bắt đầu từ size nhỏ như thế này nè, đó cái size mà bạn đang cần á, cái size nhỏ như thế này giá là 630 là cái size nhỏ nhất. À, phù hợp với những người mệnh kim thì mình nên sử dụng hạt anh vàng hoặc là hạt anh trắng. Ngoài ra thì sau đây mình sẽ giới thiệu tiếp về cái người dành cho cái người mệnh nông thủy nha các bạn. Thủy thì ở cửa hàng mình, thủy thì sẽ hợp với những màu như là trắng, bạc, kem, đen, xám, xanh biển. Thì cửa hàng mình có những cái hạt anh trắng đó các bạn. Hạt trắng anh có cho các bạn xem á. À, những cái cây hạt anh trắng như thế là phù hợp, và là những cái cây hạt anh trắng là phù hợp dành cho người mệnh thủy nha các bạn. Thủy thì nên sử dụng những cái màu trắng như thế này đó, nó nên sử dụng cái màu hợp. Đá này là hạt anh trắng nha các bạn. À, tùy theo cái vị trí mình để lớn nhỏ phù hợp cái bàn mình để như thế này. Thủy thì mình có mọc thì bạn nên sử dụng những cái cây đá như thế này nha các bạn. Mọc thì nên sử dụng những cây đá màu xanh, những cây đá xanh. Mọc thì mình nên sử dụng những cây đá màu xanh nha các bạn. Xanh này là đá ngọc đông linh. Mọc mình nên sử dụng những cây đá màu xanh, đá ngọc đông linh, hoặc là cái đá cẩm lãm như thế này nè các bạn, ngọc cẩm lãm. Thì giá nó cũng dao động từ cây nhỏ là 630 các bạn. Cây nhỏ tầm nhỏ xíu là 630. Còn cái size mà lớn như thế này nè các bạn. Cái size lớn như thế này á, size lớn như thế này mình có giá là 2,1 triệu nha các bạn. Dành cho mệnh mộc nha các bạn. Mệnh mộc nên sử dụng như cái màu xanh. Ngoài mộc thì mình còn có là các bạn nắm nhìn cây nha, các bạn nhìn rõ không, bạn hãy quay rõ cho các bạn nhìn ha, đảm bảo đúng giá tự nhiên các bạn. Mộc đông linh đối với mình hỏa thì bạn nên sử dụng những cái màu hồng. Hỏa thì mình sử dụng những cái màu là xanh lục, xanh da trời, đỏ, hồng, cam, tím. Xanh thì lúc nãy mình có quay cho bạn xem đó. Sau đây mình có thể xem những cái màu tím như thế này nè các bạn. Những cái hợp với mệnh đó, mệnh hỏa. Những cái màu tím, màu hồng cực kỳ hợp cho mệnh hỏa các bạn ha. Tím với hồng cực kỳ hợp cho mệnh hỏa, các bạn xem ha. Những cái màu này rất là hợp cho mệnh hỏa. Chất liệu của cái màu hồng đó là hạt anh hồng. Còn chất liệu của màu tím là anh tím. Màu hồng thì nó có những cái cây đẹp như thế này nè các bạn. Nếu mà vị trí mình to mình có thể quay những cái cây như thế này. Ê, bạn nhìn rõ không? Đó là những cái cây màu hồng hợp với mình hỏa nha các bạn. Hoặc là màu tím. Những cái cây này rất là hợp với mình hỏa. Ngoài ra shop mình còn có cái cây tung rất lớn mà học đông linh, học cái cực kỳ học mình hỏa mà. Học đông linh học mình hỏa. Ngoài hỏa ra thì mình còn có mệnh
mình thổ ha. Thổ thì mình hợp với những màu của thổ là vàng nâu, với màu hỏa sinh thổ thì hợp với hỏa sẽ hợp với cỏ hồng cam tím vàng nâu. Tím tím là lúc nãy mình cũng quay á, những cái cây mà màu tím, màu hồng, màu vàng thì những cây hợp thì giá nó cũng dao động, thì từ 630 là cây nhỏ nhất. Mình giới thiệu về cái nghiệp cái đá rồi. Mình nhắc lại nha các bạn, những cái đá ăn như thế này là cực kỳ tốt sức khỏe của mình ha. Nó cực kỳ tốt sức khỏe của mình. Ngoài ra thì nó giảm mấy cái sóng điện từ nè, mấy cái sóng mạnh đó, nó giúp cho mình tốt sức khỏe của mình. Khi mình đặt ở bàn làm việc đó, thì nó sẽ tốt cho mắt của mình. Đá hạt anh nó rất là tốt cho mắt, nó bổ trợ cái thị lực của mình đó. Đặt bàn làm việc các bạn học cũng được, bàn học đó, mình phải học nhiều giờ trên bàn làm học của mình đó, thì mình cũng sử dụng nhiều cái mắt của mình đó. Mắt mình mỏi thì mình sử dụng cái đá hạt anh như thế này, hoặc là mình ngồi máy tính nhiều á, mình sẽ sử dụng cái đá hạt anh, nó giúp cho mình giảm một phần nào đó, giảm cái mệt mỏi của thị lực của mình đó, để cho mắt mình tốt hơn các bạn, bổ trợ một phần nào đó cho mình. Dưới nó cũng giúp mình lấy lại sự bình tĩnh, cân bằng, giảm cái sự nóng nảy, cân bằng, để cho mình có những cái quyết định đó các bạn, những cái quyết định nó sáng suốt. Trong lúc làm việc thì mình không bị nóng giận nhất thời mà mình đưa ra những quyết định không đúng. Nó cũng làm, nó cũng cải thiện cái mối quan hệ của mình. Khi mình stress rồi mình căng thẳng thì mình có những cái sự không đúng, lời qua tiếng lại với nhau, thì nó cũng sẽ giảm một cái phần cái sự nóng nảy cho mình, để mình có cái hành động đúng đó các bạn, để cho mình có cái sự xử nó hòa nhã với nhau, giao tiếp tốt thì giúp mình thành công hơn các bạn ha. Giao tiếp là một phần của cuộc sống mình mà, khi mình giao tiếp tốt thì mình rất là dễ thành công. Mình giao tiếp tốt sẽ tăng cường cái mối quan hệ, nó sẽ giúp ích cho mình công việc cuộc sống của mình. Chị báo giá cái thạch anh vàng cho bà Huế Thanh nha chị. Cái thạch anh vàng thì mình có nhiều giá nha các bạn. Cái cây nhỏ nhất cái của thạch anh vàng á, cái size nhỏ như thế này á là mình có giá các bạn 735.000 nha các bạn, cây nhỏ nhất. Ngoài ra thì mình còn cái cây nhỏ này xinh xinh, mình đặt cho mấy cái làm việc nhỏ nhỏ này thì nhìn nó rất là đẹp thôi, nhìn rất là xinh xắn, nó làm cho bàn làm việc mình nó vui vẻ, nó hoạt động hơn. Cái cây lớn hơn một tí nha các bạn. Có nhiều mẫu á. Ngoài ra thì mình có cái cây này to hơn chút là 2.520.000. Cái thế này nó cũng đẹp các bạn, nhìn nó sang. Còn nếu mà bàn làm việc mình nó to các bạn, thì bạn nên sử dụng cái cây to như thế này luôn nè. Hoặc là mình đặt ở gia đình á, hoặc tuổi bạn thì bạn đặt nó to như thế này. Cái cây này thì nó có báo giá là 4.2 triệu. Để chút hồi mình sẽ gửi cái link hình ảnh cũng như giá cả ha. Rồi hình ảnh giá để cho các bạn có thể cho bạn tham khảo rõ cái giá. Lúc nãy giờ mình giới thiệu là những cái cây đá tại một bên mình đó, thì nó chủ yếu là đá hạt anh. Hạt anh thì hoặc là thiết đá thiên nhiên, nó có nhiều loại đá các bạn. Như mình lấy một cái cây này là điển hình cho các bạn ha, nó có nhiều màu như thế này nè. Bạn thấy rõ không? Rõ không bạn? Nó có cái màu vàng á, hạt anh vàng, hạt anh trắng, mã não đỏ, ngọc đông linh, hạt anh tím, hạt anh hồng. Những cái cây trên đây nó có nhiều loại đá. Bên cửa hàng bên mình á thì cam kết đúng cái chất lượng của đá. Bên mình cam kết đúng chất lượng của đá. Bên mình đảm bảo đá này là đá thiên nhiên, không xử lý mà. Cái nguồn gốc xuất xứ từ đá của mình là chủ yếu từ Nam Mỹ nha các bạn. Chính xác là nước Brazil hoặc Uruguay các bạn. Bên mình cam kết đúng chất lượng. Bên mình có cái chính sách đảm bảo đúng đá. Bên mình cũng không có xuất xuống cái chất lượng nha các bạn. Bên mình có thể đảm bảo khi mình các bạn mua thì bên mình không có xuất kèm giấy đảm bảo đá đâu các bạn. Nhưng mà bên mình có thể cho các bạn có thể đem đến cái trung tâm đá quý nào các bạn tin tưởng, các bạn cảm thấy uy tín, tự mình đi kiểm định là chắc nhất đó các bạn. Các bạn cảm thấy uy tín thì các bạn có thể đem đi kiểm định. Nếu mà những cái loại đá này nè nó không đúng chất lượng hết thì bên mình sẽ hoàn lại phí kiểm định cũng như giá thành của sản phẩm luôn các bạn. Bên mình cam kết chất lượng mà. Ngoài ra thì khi mà các bạn thỉnh ở bên hệ thống vật phẩm phong thủy của mình đó, thì bên mình sẽ có cái chính sách đảm bảo, cái chính sách chăm sóc khách hàng đó các bạn. Khi
khi mà các bạn mua thì các bạn khẳng định phẩm của cửa hàng mình, thì các bạn có thể nhận được cái sự tư vấn, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của mình hoặc là gọi điện thoại đến số cửa hàng mình, hoặc là mình đang live đó, đang live trên trực tiếp đó, thì các bạn có thể comment inbox cho shop thì shop sẽ giải đáp của các bạn, cũng như sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn để các bạn có sự lựa chọn quyết định chọn cái dược phẩm mà mình có lý cho các bạn. Thì các bạn có thể đến trực tiếp chi nhánh của hệ thống bên mình là, thì hiện giờ mình đang live ở chi nhánh là 362 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 10. Các bạn cũng có thể đến các chi nhánh còn lại của hệ thống như là 68 Lê Liên quận nhất nè các bạn, 145 Thăng Long Phú Nhuận, 462 Quang Trung Gò Vấp. Ngoài ra thì mình cũng có hai chi nhánh ở Hà Nội các bạn, như là chi nhánh là 24A Trần Hưng Đạo, Hoàng Kiếm, Hà Nội, hoặc là 256 Xã Đèn, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng, hoặc là tại vì mình muốn được cái xem trực tiếp thực phẩm ấy, thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để nhìn được thực phẩm trực tiếp để mình có thể xem cái thực phẩm là hợp nhãn của mình á. Thì thật ra phong thủy với các bạn thì chủ yếu là cái duyên của mình, cái nhãn quan của mình, khi mà mình hợp với cái thực phẩm đó thì mình thẳng giờ sẽ cảm thấy vui vẻ, thì từ cái sự vui vẻ đó nó sẽ kích hoạt, nó sẽ giúp mình may mắn thôi. Còn về cái dược phẩm này khi hẳn nó thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ các bạn cái ngày giờ tốt các bạn. Cái thường có nhiều người á, có nhiều khách đến cửa hàng cũng muốn đặt tự do, và cũng có đặt tự do các bạn, không bắt buộc phải là ngày giờ tốt, nhưng mà cái ngày giờ tốt nó thật ra xét trên tuổi của từng người. Khi bạn đặt á, thì cái ngày giờ tốt nó đúng cái giờ đó, cái ngày đó cái giờ nó hợp với tuổi của bạn thì nó sẽ giúp các bạn thuận lợi hơn, may mắn hơn. Cái này là dược phẩm phong thủy muốn đem đến sự may mắn, cái sự hài lòng tốt nhất dành cho các bạn nha các bạn. Ngoài ra thì sau khi mà các bạn đã thỉnh về nhà, về cửa hàng, về công ty thì các bạn cũng có thể gọi đến, các bạn có thể gọi đến cửa hàng hoặc là cần sự tư vấn gì đó, các bạn cứ inbox cho shop ha, các bạn cứ inbox trong cái hệ thống thực phẩm của mình hoặc là inbox cái chi nhánh cũng được, inbox trong cái chính của bên mình thì sẽ được cái nhân viên tư vấn cho các bạn, tư vấn về cái sau khi mình sử dụng á, mình còn muốn thắc mắc gì. Tại vì khi các bạn sử dụng á, các bạn sẽ cảm thấy gặp vấn đề này, cái kia chưa rõ, cái vị trí cái này chưa có rõ, không biết có đặt ở đây được không, chỗ kia được không, thì các bạn cứ gọi cho cửa hàng, cứ inbox cho cửa hàng sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn. Cũng như là thì có những cái lời qua tiếng lại, cũng như là có những người này người kia nói thế này thế kia, thì các bạn cứ yên tâm, shop sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc cho các bạn cứ gọi, cứ inbox cho shop nha. Thì mình sẽ hồi nãy giờ mình đã giới thiệu về cái dược phẩm á, thì các bạn nào có muốn mình tư vấn trực tiếp về cái màu sắc hợp tuổi thì mình cứ comment cho shop ha. Thì bây giờ thì mình sẽ nói thêm về cái cây đá cửa hàng mình có, nãy giờ mình nói về cái mỗi màu sắc á nó hợp với tuổi của người nào rồi. Ngoài ra thì mình có hai cái màu mình không nhắc tới nè, là cây nhiều màu thế này, các bạn cứ bưng khung nó nhiều màu thế này sẽ sử dụng được tuổi nào không. Cái cây như thế này thì tuổi nào cũng sử dụng được các bạn. Cái cây như thế này nè, cái cây mà tài lộc đá quý như thế này nhiều màu á, tuổi nào cũng sử dụng được hết, mình không có cần phải xem á cái tuổi nào hết. Nó rất là phù hợp, nó rất là phù hợp, rất là dễ đặt, mình có thể đặt ở phòng khách của mình, những cái hành viên thanh gia đình hay quay quần với nhau vào buổi tối á, thì bạn phải đặt ở cái bàn làm việc phòng khách của mình, hoặc là đặt ở công ty, những cái bàn làm việc mà dạng làm tập thể các bạn, mọi người hay làm chung với nhau á, thì bạn có thể đặt. Tại vì những cái cây đá nó nhiều màu như thế này, hoặc là cái tím như thế này nè các bạn, cái đá hạch anh tím này thì hạch anh tím á là cái dạng hạch anh có từ trường mạnh nhất trong tất cả hạch anh. Ngoài ra thì cái hạch anh tím này nè thì mình đặt ở bàn nó cũng không có sang phân mọi, với những cây nhiều màu á tuổi nào cũng sử dụng được hết, nên bạn hai cái loại cây này nè thì các bạn có thể đặt ở cái dễ đặt giống như công ty nè, các bạn có thể đặt ở cái bàn làm việc mà tập thể á, thì hay là ở cái phòng khách, cái phòng lễ tân các bạn, như cái bàn lễ tân á, bạn đặt những cái cây nhiều màu thế này thì mình không cần phải xét tuổi ai hết. Cái bàn làm việc của mình á, khi mà mình đặt thường á, cái bạn dạng bàn làm việc mà tập thể á, thì có hỏi là người này hợp, người kia hợp, tại người này mệnh thủy, người kia mệnh kim, mệnh mộc, mệnh thổ, mệnh hỏa, có nhiều cung mệnh lắm. Bởi vì nếu mà các bạn sử dụng những cái loại nhiều màu thế này hoặc là màu tím thì ai cũng không kiên kỵ hết, nó cũng sẽ tránh những cái tình trạng mà khắc phá người này, khắc
phá người kia. Thì như thế á, ai cũng sẽ hưởng được cái lợi ích từ cái học anh này, ai cũng sẽ đạt được cái muốn. Thì khi mà những thành viên chung một bàn làm việc á, chị học tập thể thì mọi người đều có thể vui vẻ, có thể thoải mái trong công việc. Tại vì nó giúp cho mọi người cùng đá anh mà chúng ta nói nó ra từ trường á, nó làm cho mọi người cảm thấy là vui vẻ, không có căng thẳng nè, giảm stress nè, giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn, hòa sẽ giúp cho những cái thành viên đó nó sẽ hòa thuận hơn, thì cái công việc nó sẽ cũng được thúc đẩy từ cái sự hòa thuận của thành viên trong gia đình, hay là những thành viên trong công ty, hay là những cái thành viên trong gia đình, thì nó sẽ giúp cho công việc nè, cuộc sống của mình có như ý. Mình đã nói về cái ý nghĩa của học anh nó khá là tốt các bạn ha, từ cái ý nghĩa tài lộc, cái sự xung hợp, cái sự xung vầy, cái sự hòa thuận, cái hành vi trong gia đình, trong công ty, rồi tính chất đảm bảo của đá. Thì các bạn còn thắc mắc thì cứ comment cho mình ha, cứ inbox cho mình. Hiện giờ thì mình đã like, cảm ơn các bạn đã xem cái clip like của shop. Các bạn một buổi tối thật là vui vẻ nha, chào tạm biệt các bạn.